Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một mẫu túi cỡ trung để đi làm hoặc là đi chơi. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu qua các phụ kiện. Đầu tiên là sợi này. Ở đây mình sẽ sử dụng sợi kim tuyến, sợi dệt kim tuyến. Rất là lấp lánh các bạn ạ. Sợi này nhỏ 1 mm, nhưng khi móc thì mình sẽ chập đôi sợi lại ha. Sợi rất là đẹp. Đây là sợi. Mình sẽ chập đôi sợi lại như thế này để mình móc. Thứ hai là khóa. Một chiếc khóa lại đẹp nha các bạn. Khóa lại đẹp. Hai chốt để làm quai, đuôi quai. Thì tới phần hướng dẫn quai các bạn sẽ biết. Thứ ba là chốt quai. Mình có thể vừa gắn quai dây đeo chéo, vừa gắn quai sách. Rất là đẹp. Mỗi loại phụ kiện thì đều được để trong một túi. Như vậy mình sẽ không bị thất lạc. Tiếp theo là dây xích. Lấp lánh các bạn ha. Như vàng ấy. Mình sẽ sử dụng dây xích xoắn, nhưng mà sau này mình sẽ móc len đè len xung quanh tạo thành một dây tròn thì nó sẽ đẹp hơn và sợi xích của mình nó sẽ được bền hơn, không bị bay màu. Tiếp theo là chân đế. Chân đế loại đẹp. Càng cua cũng loại đẹp hơn nha các bạn. Quay 360 này. Tiếp theo là khoen tròn. Cái này để mình sẽ móc một cái mạc để mình theo tên, thì sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn. Và nút hít màu vàng. Thì phụ kiện của mình chọn màu vàng thì mình sẽ chọn hết các phụ kiện đi theo màu vàng thì nó sẽ đồng nhất. Ốc vít mình nên cất cẩn thận không nó bị thiếu. Phụ kiện mình chưa dùng tới thì mình sẽ cất đi để tránh bị bụi hoặc là nước vào. Đây kim móc, mình sẽ sử dụng kim móc số 2, số 4, số 6 này. Đó.
Số 4 thì tương ứng với khoảng 2.5. 2.5 mm kim Hamanaka nhé. Của Nhật, kim của Nhật. Kéo này. Chỉ khâu. Kim linh giá. Sợ. Canvas, một tấm canvas để lót. Và cuối cùng là vải sợi, à quên vải lót, ở đây mình sẽ sử dụng vải lót simili, rất là lấp lánh các bạn. Vải này có 3 lớp này, lớp trong cùng là chất thô với lớp kim tuyến và lớp ngoài cùng phủ lên kim tuyến. Vải này rất là dày đặn và rất là đẹp nữa. Thì đây là toàn bộ phụ kiện của chiếc túi cỡ chung. Mình sẽ hướng dẫn các bạn móc và đăng tải trên website tomlihao.webly.com. Khi nào có mình sẽ cập nhật trong nhóm facebook.com/group/tomlihao. Các bạn nhớ theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.